Hướng về Hòa Thượng Kỉnh Xá, hướng về cô Trương Như Kỉnh Xá. Này, đại chúng ngồi niệm Phật câu giới biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học chương 5, phần chuẩn bị cho một cái buổi hành thiền với các yếu tố trong công tác chuẩn bị. Nhắc lại các yếu tố đó. Yếu tố thứ nhất là chúng ta dọn cho mình sạch sẽ cái nơi mà chúng ta ngồi thiền, cũng như những cái biểu tượng về thân khẩu ý, để chúng ta kết nối với Phật, làm cho sạch sẽ cái nơi bài biện ngăn nắp, để chúng ta có được cái thân khẩu ý thanh tịnh để kết giao với Phật. Đó là công tác chuẩn bị thứ nhất khi thiền. Thứ hai là chọn cái phẩm vật cúng dường không dối trá, nghĩa là tâm của mình đủ thanh tịnh, đủ sự thật để mình đối diện, mình kiểm tra những cái tâm niệm bất ổn, những cái tâm niệm xấu xa, để mình gạn lọc, mình được thanh tịnh. Đó là phẩm vật cúng dường không dối trá, và sắp xếp nó thật đẹp, thật trang nghiêm. Thứ ba là ngồi thẳng lưng trên cái chỗ ngồi thoải mái, có nghĩa là mình cái điểm thứ nhất mình chuẩn bị là cái nơi sạch sẽ thanh tịnh rồi, cho nên bây giờ cái vị trí lưng của mình là thẳng, để cho cái huyệt bách hội với tất cả các đại huyệt trong cơ thể được khai mở một cách thông suốt. Mà trên cái chỗ ngồi thoải mái với cái trạng thái kiết già hay là bán già, mà khuyến khích người ngồi kiết già để nó có hình chữ X, là xóa đi những cái chướng ngại ở trong tâm. Và trước khi để cho cái lưng ngồi thẳng á, thì phải tập cho cơ thể được máu huyết lưu thông, rồi sau đó mới ngồi. Trong quá trình tập để cho máu huyết lưu thông và lưng được thẳng á, thì làm sao để cho cái chướng ngại ở trong cơ thể không có, nghĩa là không còn buồn ngủ, không mệt mỏi, không buồn ngủ. Công tác chuẩn bị thứ tư là quán tưởng ta đang ngồi trên hư không, và trước mặt chúng ta là những bậc thầy mà chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta học hỏi những bậc cao tăng thạc đức, chư vị thánh tử đạo, chư vị bậc hiền, bậc thánh, tổ sư, các bậc thanh văn, độc giác, chư Bồ Tát và chư Phật. Có nghĩa là chúng ta quán chiếu là ở trước chúng ta là những cái bậc tuyệt vời cho đến chư Phật. Để chúng ta mở ra cái tâm của mình nó rộng lớn lên, để chúng ta huân tập cái phước báo và trí tuệ trong tâm của chúng ta. Công tác chuẩn bị thứ năm đó, đó là những cái điều kiện tương hỗ cho cái lộ trình mà chúng ta mở cái tâm của mình để chúng ta tích công lũy đức. Chúng ta xem có điều kiện nào giúp cho chúng ta thực hiện tốt đẹp trên lộ trình đó. Thứ sáu là cái lộ trình mà chúng ta tu tập á, thì thật là vô cùng khó khăn để mà tạo nên một cái lộ trình. Ngay cả khi chịu đựng nhiều đau đớn để duy trì thiền, có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng đau đớn, cái sức nhẫn nại,
cái sức chịu đựng đó để chúng ta duy trì được cái việc thân an tâm mới lạc. Đó là các nguyên nhân chủ yếu của một lộ trình tu tập là vượt qua tất cả những cái chướng ngại, những cái nguyên nhân khiến xảy ra cái hậu quả mà có thể làm cho chúng ta mất đi cái khả năng tu thiền định. Nó có cái nguyên nhân trọng yếu và nguyên nhân phụ. Trong quá trình thực hành để chúng ta tịnh hóa thân, tịnh hóa tâm và chúng ta vượt các cái chướng ngại đó. Nghĩa là yếu tố chuẩn bị thứ 6 là yếu tố của sự nhẫn nại. Thì trong yếu tố cái sự nhẫn nại chịu đựng này nè, thì người đệ tử Phật á, thực hiện 10 cái hạnh của Phổ Hiền. Thì trong đây nói chỉ có 7 hạnh thôi, nhưng mà chúng ta tính đó là 10 hạnh Phổ Hiền. Mà cái phần lý giải 10 hạnh Phổ Hiền của cái sự chuẩn bị thứ 6 ở đây, đó là lại Phật, nhất giả lễ kính chư Phật. Thì lại một vị Phật á, là lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, mà niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng. Vì vậy ở đây chúng ta niệm một vị Phật hay là lại một lại thôi thì cũng đã tiêu hết nghiệp chướng rồi. Vấn đề quan trọng là thân tâm của chúng ta có được thanh tịnh hay không mà thôi. Vì vậy chúng ta lại một vị Phật đã là vô lượng công đức rồi, thì bây giờ chúng ta lại 10 phương ba đời tất cả chư Phật. Thì đây là cái công đức phước báo to lớn mà ở trong cái quá trình muốn được thiền định, cho nên những vị mà nhập thất á, người ta thường lễ bái trước, cũng giống như những giới tử sắp đi thọ giới thì phải lại sám hối trước khi đi thọ giới. Sau khi đi thọ giới về lại tiếp tục lại sám hối nữa, bởi vì biết rõ nghiệp chướng chúng ta nặng nề. Vì vậy đem ba nghiệp chúng ta mà trở về được với sự thanh tịnh để chúng ta có được thiền, có được trí tuệ, thì việc lại Phật là việc vô cùng quan trọng. Hôm nay chúng ta học tiếp tục. Hạnh nguyện bằng ý được diễn tả trong thi kệ kế tiếp: trên mỗi hạt vi trần có nhiều đức Phật, nhiều như số hạt có trong các thế giới đó. Và tất cả ngồi giữa chúng đệ tử với cách này, tất cả là các cảnh giới thực tại. Con quán tưởng các đấng chiến thắng phủ đầy tất cả các hạt nhỏ kia. Các đấng chiến thắng chúng ta đã được nói đến rồi, đấng chiến thắng là đức Phật. Sư tử vương cũng được ám chỉ cho đức Phật. Mà ở đây nói là chư Phật á, là nhiều như vi trần trong mười phương. Mà cái vi trần đó có nghĩa là các cái hạt. Mà các cái hạt có nghĩa là chư Phật hóa hiện từ trong bản thân mà quý ngài tu hành từ vô lượng vô số kiếp. Mà ngài Trí Tích Bồ Tát nói rằng ở trong không gian không có chỗ nào nhỏ bằng hột cải mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa bỏ thân mạng. Cho nên ở đây á, mình là bản sao của chư Phật, hay là mình nghĩ bản sao của chính mình hóa hiện từ trong thân của mình ra số lượng bằng số lượng hạt vi trần trong cảnh giới của chư Phật, là mình quán chiếu mình là một cái vi trần của chư Phật, hay là từ mình phát ra vô số vi trần, đó là những bản sao của mình. Giống như ở đây được ví dụ là mình niệm Phật ở trên cảnh giới cực lạc á, hoa sen của chính mình á, được hiện ra. Người tu tập tốt thì hoa sen cảnh giới cực lạc á, là nó lớn. Người tu tập chưa ổn á, thì hoa sen đó nó nhỏ. Mà không tu tập nữa đó thì nó mất, bởi vì nó là cái năng lượng tu tập của mỗi người. Chư Phật tọa trên mỗi hạt, mỗi một hạt nhỏ của hầu hết các hạt vi trần. Có nghĩa là trong mỗi niệm gọi là vi tế hay là vi trần á, đều có Phật tọa trên đó. Cho nên mỗi tâm niệm của chúng ta đó là chư Phật đều tọa
trên mỗi cái hạt vi trần đó. Có nghĩa là chúng ta nghĩ gì á là Phật đều biết, cho nên cái tâm bồ đề của chúng ta đó mà kiên cố, tâm bồ đề vững chãi, dũng mãnh thì chắc chắn Phật luôn chứng minh và gia hộ cho chúng ta. Có nghĩa là mình nghĩ gì chư Phật đều biết, cho nên điều đó đó nó ở trong cái thiền định chúng ta đừng khởi tâm ma. Cái sự sanh diệt của các vi trần nó rất là ngắn ngủi, và số lượng chư Phật bằng với số lượng của tất cả các hạt này. Mỗi đức Phật được chư Bồ Tát đệ tử bao quanh. Vì suy nghĩ giống như là một cái gì đó nó quý báu thì những cái phải có những cái chất khác bao bọc lại. Nhưng mà những cái chất bao bọc đó cũng được xem như là quý báu. Mình suy nghĩ là ở trong vũ trụ bao la này nó có một cái hành tinh, nó như là một cái cục lửa vậy đó, mà chúng ta gọi đó là mặt trời. Thì các hành tinh khác nó bao quanh cái mặt trời này, nó tạo thành một cái sự cháy, và nó hút vào trong giữa cái cục lửa này, nó tạo thành một cái hố đen và những cái vụ nổ Big Bang. Đó là một quá trình sanh ra các vì sao, các hành tinh mới được hình thành. Vậy là sự tái sinh của các vì sao á, là có nghĩa là tất cả các hành tinh đều đi ngang qua cái hố đen đó, tạo ra sự cháy. Và nó nổ ghê lắm. Vì chúng ta ở quá xa mặt trời, cho nên tai chúng ta không có thể nghe được cái âm thanh đó. Cho nên là mặt trời á, là luôn luôn sôi sáng, và chúng ta ở đây mà chúng ta cảm thấy là có khi ánh nắng nó cháy dài của chúng ta luôn. Dùng một cái kính hội tụ có thể làm cho cháy một vật nào đó. Thì chúng ta biết là cái sức nóng của mặt trời lớn hay nhỏ. Bây giờ chúng ta được một nửa quả địa cầu nó che trở lại, cho nên là chúng ta không thấy nóng, và chúng ta ở trong bóng tối gọi là đêm. Bởi vì chúng ta ở cái nửa bên kia của quả địa cầu, chứ còn mặt trời vẫn luôn luôn cháy. Như vậy cái sức cháy đó đó, nó từ đâu mà có? Đó là tất cả những cái hành tinh xung quanh, khi cái sức nóng này nè, nó tạo nên một phản ứng hóa học. Ở đâu có lửa là ở đó có nước. Mình nóng mình đổ mồ hôi, phải không? Mình đốt lửa lên là sau khi mình dẹp cái lửa đó là ở dưới đó đó là nước nó sanh ra. Cho nên lửa và nước á, được xem như là hai cực, nhưng mà chúng không rời nhau. Vì vậy cho nên là ở đâu có chư Phật là ở đó có Bồ Tát, ở đâu có dạy là ở đó có học. Hay là mình nói rằng ở đâu có tu thì ở đó có thành tựu. Các cái hạnh nguyện về ý phát triển niềm tin thông qua việc huân tập các cái phẩm hạnh cao đẹp của chư Phật. Nghĩa là khi chúng ta có một sự tu tập, nó phát triển từ nơi niềm tin của chúng ta đó, thì khi chúng ta huân tập các cái phẩm hạnh á, thì chúng ta đang huân tập các phẩm hạnh cao đẹp của chư Phật. Cho nên á, là mình ngồi mình ngắm Phật, mình suy tư về Phật, mình niệm danh hiệu Phật, mình nhận được năng lượng từ Phật truyền cho chúng ta, và chúng ta truyền tải cái năng lượng tu tập cho chúng ta, nó đến với tất cả những tâm niệm phiền não xấu ác, là chính chúng ta đang độ chính mình. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, nghĩa là chúng ta phải độ những cái chúng sinh giải đãi vọng tưởng điên đảo của chính mình bằng ý chí, bằng nghị lực, bằng sức tu tập của chúng ta. Hạnh nguyện về khẩu được trình bày trong thi kệ sau: để tán dương tất cả các Như Lai, con xin ví sự cao siêu của chư Phật với âm thanh của đại dương, các giọng hát và vô vàn những ngợi ca không dứt. Quý vị nghe tiếng hát của đại dương phải không? Cái đó là những cái từ ngữ cho một vị Phật, có nghĩa là người đã đạt được an lạc cao nhất, và cũng là người đã hoàn thành tất cả mọi việc tốt.
Cho nên hôm nay chúng ta làm bao nhiêu cái việc tốt là chúng ta đang huân tập để chúng ta thành tựu một bậc mà đã thành tựu hết tất cả những công hạnh lành, những việc tốt, nghĩa là lòng từ bi trọn vẹn. Trước hết theo kinh điển, hãy quán tưởng vô số bắt đầu, vô số đầu bắt nguồn từ mỗi thân. Cái này là chúng ta đã từng nghe rồi đúng không? Vô số đầu bắt nguồn từ mỗi thân là cái đoạn đầu ấy chúng ta cũng được nghe tới. Trong vô lượng thân của quý vị có vô số lưỡi, từ cái đầu ở trên cái thân. Ở trong cái thân á thì có cái miệng, ở trong miệng có vô số lưỡi. Từ mỗi cái đầu đó vô số lưỡi từ trong mỗi cái đầu. Hạnh nguyện về khẩu là lời nói được diễn tả bằng những cái bài hát êm dịu với lời tán dương vô tận về các thiện đức của chư Phật. Ở đây người ta muốn nói cái gì? Cái đầu là muốn nói viên chỉ cho cái gì? Cái chánh kiến, chánh tư duy, cái suy nghĩ, cái chỗ chúng ta quán tưởng. Mà khi chúng ta quán tưởng thì ở trong một cái thân, cái đầu đó bắt nguồn từ cái thân. Như vậy có phải là chúng ta mượn cái thân này nè, chúng ta mượn cái thân á để chúng ta hành tất cả những cái thiện pháp. Mà trong mỗi cái đầu đó đó, nó có vô số lưỡi. Ý muốn nói là chúng ta luôn luôn trao đổi thông tin, truyền tải những năng lượng lành. Thì bây giờ cái lời nói đó đó, nó phải được diễn tả bằng những cái bài hát êm dịu. Cho nên mình đi tụng kinh mình giống như bài hát, những bài hát êm dịu. Bài hát đó làm gì? Tán thán, những lời tán dương vô tận về các thiện đức của Đức Phật. Có nghĩa là ta khen ngợi những cái thiện. Như vậy thì những cái gì thiện chúng ta khen để chúng ta làm theo. Ta nguyện bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành. Cho nên ta khen các điều lành của người khác để ta làm theo. Có nghĩa là cái lời tán dương đó là những cái tiếng của bài hát, mà nó cũng là nguyên nhân từ nơi cái lưỡi. Mà cái lưỡi được sánh như là cái âm điệu, cái du dương, giống như là tiếng sóng của đại dương, là những cái từ ngữ để cho chỉ cho một cái sự vô số những lời đẹp, những lời hay, những lời tán thán những cái thiện đức của chư Phật trong mười phương. Như vậy cái tiếng sóng của đại dương là những cái từ ngữ được xem như là nó vỗ về không cùng tận. Nghĩa cái lời, cái lưỡi của chúng ta đó luôn tụng kinh, luôn tán dương đó như là những bài hát êm dịu để chúng ta khen ngợi những cái thiện đức mà chư Phật đã làm trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Và giờ này chúng ta cũng vậy, chúng ta phải khen ngợi nhau với những cái điều mà từ sáng tới tối, những cái người giác ngộ, người ta tu hành á, bao nhiêu cái việc thiện lành của họ nó sanh ra, nó lợi cho bản thân mình và lợi ích cho mọi người xung quanh. Có hai hạnh nguyện tôn kính thứ hai, đó là cúng dường. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Phải không nè? Bây giờ tam giả là quản tu cúng dường. Thì ở đây do ta nói có bảy thôi, cho nên là cái thứ nhất á, ta dồn hai cái lại là lễ Phật và tán thán Phật. Bây giờ cái thứ hai là cúng dường. Có hai cách, đó là sự cúng dường có thể đo lường được và không đo lường được. Sự cúng dường có thể đo lường được được diễn tả trong hai cái bài kệ sau đây. Đây là sự cúng dường. Con cúng dường lên chư Phật. Chữ cúng dường đó mà cũng thiếu chữ ư. Con cúng dường lên chư Phật hoa đẹp, những tràng hoa tươi đẹp nhất, nhạc cụ thuốc mỡ. Giờ này mình nói thuốc mỡ là cái gì? Những cái gì bóng láng, sạch đẹp,
ngày xưa ta phải tha thú mở lên, chứ không là nó không có bóng láng, không có sạch đẹp. Giờ này cái gì nó cũng bóng láng sạch đẹp, khỏi cần thuốc mỡ. Những dù che tuyệt hảo, những dù che về sau gọi là tràng phan bảo cái. Những ngọn đèn chiếu sáng và hương thơm chọn lọc. Con cúng dường lên chư Phật những trang phục đẹp nhất và nước hoa thượng hạng, bột hương cao đầy như núi Tu Di. Quý vị thấy người ta cung kính Phật cơ chưa? Cúng dường lên chư Phật cái gì? Hoa đẹp, những tràng hoa tươi đẹp nhất, rồi nhà cụ, rồi thuốc mỡ, những dù che tuyệt hảo, những ngọn đèn chiếu sáng, những hương thơm được chọn lọc. Cái này á, mà những cái người mà nó không học Phật á, là nó nghe mấy cái này nó chửi chết á. Nó nói Đức Phật là đi tu khổ hạnh thôi, mà bây giờ chùa bày ra mấy cái này á là tu sai rồi. À, toàn là ngoại đạo không á, hay là những người tu không đúng. Vì những người đó có học đâu, có học Phật đâu mà biết. Suy nghĩ về đạo Phật á, với một cái kiến giải nhỏ bé, một cái tâm lượng hẹp hòi, một cái sự thiếu hiểu biết, và cho rằng đạo Phật là như vậy. Điều đó dẫn đến á, đạo Phật không phát triển được và cũng không có tồn tại. Và những con người đó họ chủ yếu là tán dương cái hạnh một trong vô 84.000 hạnh của Phật, nhưng mà cái hạnh đó họ tán dương nhưng mà họ không có làm, dẫn đến Phật giáo suy đồi. Và đến một lúc những người không học Phật nó gọi là sư tử trùng, thực sư tử nhục. Con cúng dường lên chư Phật trang phục đẹp nhất. Trang phục đẹp nhất, nhớ là không phải là cái y phấn tảo, áo được lụm ngoài bãi tha ma, và nước hoa thượng hạng. Ai cúng nước hoa là chết chứ tôi. Tu hành là không có được thơm tho. Bột hương cao đầy như núi Tu Di. Bột hương cao đầy như núi Tu Di. Cho nên là các cái cây, các cái loại hương nó sai làm bột. Và cái người cúng dường là cúng dường bột hương, để bước vô là thơm, thơm ngào ngạt. Tất cả trong cái cách trưng bày một cách tuyệt hảo. Bây giờ cái cách trưng bày, nhớ nha, cái người nào mà cúng Phật mà trưng bày cái kiểu mà chắc đóng lên đó là không có được. Trưng bày một cách tuyệt hảo. Hoa đẹp là những đóa hoa rơi tuyệt diệu, như là các hoa từ những vùng của người hay nơi chư thần thánh. Nghĩa là thần thánh có đem hoa đến cúng dường Phật không? Người và thần thánh. Các tràng hoa là nhiều loại hoa khác nhau được kết thành một tràng liên tiếp đan với nhau. Cả hai từ ngữ này để chỉ cho hoa thật và hoa quán tưởng. Đấy, nó có hai loại hoa, một là hoa thật và hoa quán tưởng. Bây giờ có nhiều người cúng hoa quán tưởng không? Không phải hoa quán tưởng chứ giả gì. Ta tưởng tượng là ta đang dâng cúng. Giống như là mình dâng lên một bát cơm và mình tưởng tượng mình đang cúng dường hết mười phương chư Phật. Hoa thật và hoa quán tưởng. Còn nhạc cụ là gì? Cái nhạc cụ là các cái loại nhạc khí, gãy, dây, gọi là dây đàn á, thổi gọi là kèn, sáo. Nếu mà gãy á, là cái đàn, còn thổi á, là cái kèn, cái sáo. Hay là có âm hưởng, đó là chiêng và trống. Thuốc mỡ là các loại dầu thơm cho cơ thể. Ồ, thuốc mỡ là các loại dầu thơm.
thuốc mỡ là các loại dầu thơm cho cơ thể. À, cho nên mình đừng có tưởng là thuốc mỡ là cái loại bóng láng, thì không phải, nó là dầu thơm cho cơ thể. Dù che tuyệt hảo là những cái chiếc dù đẹp nhất, những ngọn đèn bao gồm các châu ngọc quý, mà các cái châu ngọc quý giá đó nó chiếu sáng cũng như là ngọn đèn thơm hương và ánh sáng ngời như những ngọn đèn bơ. Người ta cúng dường và cúng dường ngọc ngà châu báu. Cho nên là khi mình đến với tăng đoàn, Phật tử vì tạo cái duyên phước báo cho đời này và đời sau, người ta cũng đem đến cái nơi mà bảo tàng để cúng Phật, người ta cúng rất nhiều thứ. Chú Đắc Độ cũng được đi thăm bảo tàng đúng không? Và người ta ship ra ngọc ngà châu báu đem cúng dường nhiều lắm. Nhưng mà tăng đoàn là để đó, để trưng bày và chú nguyện để cho những người cúng đó phước báo họ được lớn. Cho nên đại chúng trong tương lai cũng sẽ được đi thăm, để cho quý vị thấy được rằng là những cái ngọn đèn mà chúng ta gọi là đèn, thì khi tắt đèn rồi, bên trong những ngọc ngà châu báu nó ánh cái ánh sáng đó lên. Như vậy thì ở đây là những cái ngọn đèn đó là những cái châu ngọc quý, nó chiếu sáng. Những châu, những ngọc nó chiếu sáng ghê. Còn hương đang đốt là các loại hương có một cái mùi hay là nhiều mùi hương trộn lẫn, nghĩa là một mùi hay nhiều mùi trộn lẫn. Còn trang phục đẹp nhất á, là tất cả các loại y phục mỹ miều nhất, nước hoa thượng hạng là các loại có hương thơm đựng trong những cái bát cúng dường, bao gồm các loại nước chưng cất. Ngày xưa cái thời Đức Phật thì đã làm ra các loại chưng cất rồi, quý vị thấy không? Bây giờ này nước hoa của mình là đã có mấy ngàn năm được chưng cất rồi, chứ đâu phải bây giờ này chúng ta mới làm ra được các cái tinh dầu của trầm hương hay là của tất cả các loại cây có mùi hương người ta chưng cất. Mà cái việc chưng cất này nó có hàng từ hơn thời Đức Phật, trước thời Đức Phật mấy ngàn năm. Các chất hương thơm có mùi lan tỏa khắp cả 3 tỷ thế giới trong vũ trụ. Ghê chưa? 3 tỷ thế giới trong vũ trụ. Còn điếm đâu có được bao nhiêu, mà nói bao nhiêu con tin bấy nhiêu vậy, chứ còn đâu có một cái dụng cụ nào để con bay, con đi kiểm tra hết 3 tỷ cái thế giới trong vũ trụ này đâu. Lượng bột thơm có chiều cao và bề rộng bằng với núi Tu Di. Quý vị thấy là cái lượng bột thơm mà cao và rộng bằng với núi Tu Di thì quý vị nghĩ có chịu nổi không? Cao và rộng bằng với núi Tu Di, mà núi Tu Di là địa ngục, lưng chừng núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương, đỉnh núi Tu Di là trời Đao Lợi, trên đỉnh của trời Đao Lợi là trời thứ 33. Con đi xây Dạ Ma Thiên trên đó à? Là cái cung của Thích Đề Hoàng Nhơn, Đế Thích Thiên ấy. Ở cái cung thứ ở cái tầng trời thứ 33 là ở trên đỉnh của núi Tu Di, ở trên đỉnh của trời Đao Lợi. Cũng có thêm những hàng cát màu thay đổi để tạo dựng các cái mạng Đà La, hay là bột hương thơm để rải quanh hoặc đóng thành gói nhỏ để đốt. Người ta bỏ cái bột hương vô,
ta đóng thành những cái gói nhỏ để người ta đốt. Bây giờ này nó nén lại thành những cái viên để đốt. Cách cái trưng bày, cách trưng bày để chỉ tất cả các phẩm vật ở trên đó đó, phải phần lớn là có phẩm chất tốt đẹp, dùng để trang trí và phong phú. Nghĩa là chúng ta phải trang trí làm sao cho nó có thứ tự và nó thể hiện cái nét đẹp phong phú của nó. Thi kệ kế tiếp là bả những cái phẩm vật không đo lường được. Bây giờ nãy là đo lường được rồi, cúng dường mà đo lường được, bây giờ cúng dường không đo lường được. Con quán tưởng tất cả phẩm vật to tát. Đây là quán tưởng thôi nha, quán tưởng những phẩm vật to tát, có nghĩa là có những cái phẩm vật cũng lớn lắm, không đo lường nổi, cúng dường lên chư Phật với cả sức mạnh của lòng tin. Nhớ là đây là sức mạnh của lòng tin thôi. Vào hạnh lành, con quỳ xuống và dâng lên tất cả chư Phật. Nghĩa là chúng ta có một cái sức mạnh của lòng tin để chúng ta dâng một cái vật mà nó to lớn mà đến nỗi chúng ta không thể đo lường nổi. Không thể đo lường nổi. Con cúng dường có thể đo lường được là của người thế tục. Các cái phẩm vật cúng dường được á, các cái vật mà cúng dường mà có thể đo lường, đó là của người thế tục thôi. Vì vậy những cúng dường không có thể đo lường được chỉ toàn là những phẩm vật tốt đẹp tạo nên từ những vị đầy năng lực. Có nghĩa là không thể đo lường là của những vị đầy năng lực. Và mình nói là cái bậc hiền, bậc thánh, Bồ Tát là cúng dường những việc không thể đo lường được. Ví như các Bồ Tát, hai câu cuối của thi kệ này nên được đi kèm theo với tất cả các thi kệ nào đã kể trên, mà trong đó cảm xúc của hai dòng này chưa được diễn bày. Chúng chỉ rõ động lực của mình và đối tượng nhận đến, nhận hướng đến của hạnh nguyện cùng với phẩm vật cúng dường của quý vị. Có nghĩa là chúng ta cúng dường cái vật đo lường được là của người thế tục, và những vị không đo lường được là những công hạnh của những cái bậc đầy những năng lực giống như là Bồ Tát. Và khi chúng ta cúng dường đó thì cái dòng cảm xúc, cái cảm xúc nó được hướng đến, đối tượng nhận hướng đến của hạnh nguyện. Có nghĩa là khi chúng ta hướng đến mười phương chư Phật để ta cúng dường á, thì chúng ta phải hiểu được nó có một cái sự liên kết giữa hạnh nguyện. Phật đã làm như thế nào và ta làm như thế nào thì ta mới cúng dường được Phật như vậy. Còn bây giờ mười phương chư Phật mà chúng ta không cảm được, có nghĩa là các cái hạnh nguyện của người cúng và người nhận á, nó không hướng đến nha. Có nghĩa là nó không giao thoa. Các vị có hiểu không nè? Cũng giống như là bây giờ sư phụ hướng dẫn quý vị mà quý vị không có tâm học, vậy thì người có tâm dạy nhưng mà người không có tâm học thì người này có thể đón nhận được pháp của người dạy không? Không. Thế tại sao mà sư phụ phải đi tìm một cái người để truyền thừa? Bởi vì những cái người mà không thể nhận được pháp thì làm sao truyền thừa được? Muốn nhận cái chùa không mà không có nhận pháp, nghĩa là tâm á, không có pháp ở trong đó, mà muốn là thầy mình trao cho mình cái vị trí đó, nhưng mà thầy mình dạy cái gì á, mình không biết. Bây giờ mình muốn hướng về Phật để mình thành tựu được như Phật, nhưng mà Phật làm cái gì mình không biết, thì mình có thể thành tựu được Phật quả không? Cùng với phẩm vật cúng dường đó đó, nó kết nối với cái hạnh nguyện mà ngày mà chư Phật trong mười phương đã làm. Thì kệ kế tiếp là tả cái hạnh nguyện thứ ba, sám hối các tội lỗi. Tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Đây điều thứ tư của Phổ Hiền, nhưng mà ở đây là nguyện thứ ba là sám hối.
thì cái việc sám hối các tội lỗi là bất cứ tội lỗi nào con đã làm qua thân, khẩu hay ý dưới ảnh hưởng của tham sân si, con xin sám hối cho từng lỗi ấy. Vậy thì cái người tu là lúc nào có lỗi là lúc đó phải sám hối. Cho nên là mình đâu phải lúc nào mình cũng cho rằng mình đúng đâu. Mình có lỗi thì mình sám hối vậy thôi. Bản chất của tội lỗi là tam độc tham sân si. Đó mình nói bản chất, có nghĩa là căn bản phiền não. Từ tâm ý đó khiến quý vị sử dụng thân khẩu ý thực sự tiến hành thành một hành vi. Có nghĩa là từ cái tâm ý, mà cái tâm ý nào? Cái tâm ý sám hối đó khiến cho thân sám hối, khẩu sám hối và ý sám hối nó biến thành hành vi. Nghĩa là tự mình làm lấy hay kết hợp cùng làm với người khác, hay vui mừng khi người khác làm. Cái này nó giống như cái nghĩa là hoặc mình làm, hoặc khiến người làm, hoặc hoan hỷ với việc làm người khác, đúng không? À, giống như là mình sám hối là con xin sám hối cái tội sát sanh do con làm, con xúi người làm, hoặc con vui với việc làm ác của người khác. Thì bây giờ mình sám hối thì mình tự làm, mình cùng làm và mình vui mừng khi thấy người làm, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác tỳ hỷ, hiểu không? Khi mình sám hối á, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác tỳ hỷ. Cho nên để bao gồm tất cả các loại này, thi kệ dùng chữ bất cứ. Sám hối tội lỗi là nhớ lại tất cả tội lỗi mình đã làm và hối tiếc việc đã làm. Nghĩa là sám hối là mình lại rồi mình hối tiếc, nghĩa là ăn năn và chừa bỏ. Thú tội với tận đáy lòng, quý vị nghe cái chữ thú tội với tận đáy lòng. Nhưng con người á là nói trên miệng mình thôi à, cho nên nói xong quên rồi. Mà thú tội với tận đáy lòng bằng thái độ sẽ không tái phạm trong tương lai. Thầy đắc tụ hiểu không? Hiểu câu này không? Nguyện không tái phạm trong tương lai. Không tái phạm. Nó cái mà mình nói là không tái phạm là mình thấy là dễ hay khó? Cho nên là làm được á, cái này mới gọi là sám hối. Còn làm không được á, đó là tự gạt mình thôi. Thi kệ kế tiếp diễn đạt cái hạnh nguyện thứ tư à, nhớ là thứ ba sám hối rồi, bây giờ thứ tư là gì? Hoan hỷ. Tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Thì ở đây là thứ tư, nhưng mà trong 10 hạnh vô hiền là thứ năm. Tùy hỷ công đức, ở đây nói là hoan hỷ, nhưng mà chúng ta biết đó là chữ tùy hỷ đúng không? Rồi. Con hoan hỷ với tất cả phước báo bất cứ loại nào của tất cả 10 phương chư Phật, đệ tử của chư Phật, Phật độc giác, của những vị đang tu học, của vị vô lậu học. Vô lậu học ở đây phân tích kia theo một cách phân chia về con đường tu tập của các Bồ Tát sẽ bao gồm 5 giai đoạn tương ứng với mật chú của Bát Nhã Tâm Kinh. Gate gate baragate barasangate bodhisaha. Theo Đức Dalai Lama 14 chú giải thì câu này có nghĩa là đi, đi, đi qua, đi xuyên suốt và đi qua đến bên bờ kia. Bên kia bờ giác. Đi, đi, đi qua,
đi xuyên suốt và đi qua đến bên kia bờ giác. Gate là lộ trình tích lũy. Gate là lộ trình chuẩn bị, là Paragate, lộ trình kiến đạo. Parasangate là lộ trình thiền định. Bodhi là lộ trình vô lậu học. Svaha thì ở trong đây không có dịch cái chữ Svaha là ta bà ha là lớn. Như vậy các tầng bậc trước, tầng bậc cuối, tầng bậc trước, tầng bậc cuối có nghĩa là các cái tầng bậc, thì các Bồ Tát vẫn phải còn tu học, và ở bậc cuối là bậc không còn gì để học nữa, là vô lậu học. Phân biệt với năm loại người được xác định do chú thích kế bao gồm Phật, độc giác và các vị đang tu tập. Các vị không còn gì để tu tập, và người thường hay là phàm phu. Ở đây là nói cái chữ là các cái vị của tất cả mười phương chư Phật, đệ tử của chư Phật, Phật độc giác, và của những vị đang tu học, của những vị vô lậu học, và của mọi phàm phu. Hoan hỷ nghĩa là luôn nhớ tới lợi ích của công đức. Hoan hỷ là luôn nhớ đến lợi ích của công đức, nghĩa là mình làm cái gì đó mình luôn luôn vui với cái việc mình làm. Của năm loại người này, năm loại người này là năm loại người nào? Có năm loại người nếu đặt các thanh văn bao gồm trong người phải học thêm và nhớ người đạt đến cái trình độ vô lậu. Có nghĩa là năm loại người này thì ở đây nói là loại người nếu đặt các thanh văn bao gồm trong người phải học thêm và nhóm người đạt đến trình độ vô lậu học, nghĩa là mình có tứ quả thanh văn đúng không? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy mà ở đây là nói có năm cái loại người này, nghĩa là trong đó có cái hạng phàm phu đang tu tập để chuyển vào vô lậu. Và rồi phát tâm hoan hỷ như chính người nghèo tìm được kho tàng châu báu. Này giống như trong luật mà Đức Phật dạy, cái người nào mà được thọ giới Bồ Tát hay được đọc tụng với Bồ Tát hay với tỳ kheo, đây là như người nghèo gặp được kho báu, như người mù được sáng, như dân gặp được vua, như thuyền gặp được biển, như con gặp mẹ. Đó có nghĩa là cái lời nói rằng nếu ta phát tâm hoan hỷ thì nó giống như là người nghèo được kho báu. Người nghèo mà tìm được kho báu thì còn gì mà nói bằng, phải không? Mừng lắm luôn. Anh bữa nay sư phụ tìm được tụi con rồi, sư phụ mừng quá. Như thầy tìm được trò mà thầy giảng trò ngủ. Thi kệ kế tiếp diễn tả hạnh nguyện thứ năm để thỉnh cầu chuyển pháp luân là thất ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thì thay vì lục giả thì ở đây ngũ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh cầu chuyển pháp luân. Con thỉnh cầu đến chư hộ pháp tỏa sáng từ khắp mười phương thế giới của người đã chứng nghiệm Phật tánh, thoát ngoài bám chấp để chuyển pháp luân không hề sánh được. Thỉnh cầu chuyển pháp luân là liên quan đến sự quán tưởng đầu tiên, đó là quán tưởng phóng xuất từ thân mình thành nhiều thân. Quý vị thấy là từ một thân nè thành nhiều thân,
một thân thành nhiều thân, một cục biên thành nhiều cục biên. Bằng với số lượng chư Phật trong mười phương, rồi thì chính quý vị thỉnh cầu chư Phật giảng pháp. Máy kia đâu không chịu đem micro kia lên không? Các vị Phật này cư ngụ trong các cái cảnh giới Phật của mười phương, không đợi lâu để giảng dạy sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ và đạt được tri kiến, không còn bám chấp và cũng chẳng chi là chướng ngại. Có nghĩa là chúng ta thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luôn. Nhưng ở đây là thỉnh cầu chuyển pháp luân là liên quan đến sự quán tưởng đầu tiên. Quý vị thấy sự quán tưởng không? Nó có liên quan. Liên quan đến sự quán tưởng đầu tiên, đó là quán tưởng phóng xuất từ thân mình thành nhiều thân bằng với vô, bằng với số lượng chư Phật trong mười phương. Như vậy thì cái người tu thiền á, là cảm thấy mình đang là hóa thân của chư Phật trong mười phương. Nó có một cái mối liên quan. Rồi thì chính quý vị thỉnh cầu chư Phật giảng pháp, có nghĩa là ai cầu Phật giảng pháp? Mình cầu. Cái này nè, cái này là chính chúng ta thỉnh, chính quý vị thỉnh cầu chư Phật giảng pháp. Các vị Phật này cư ngụ trong các cảnh giới Phật của mười phương, không đợi lâu để giảng dạy sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ và đạt được tri kiến, không còn bám chấp và cũng chẳng chi là chướng ngại. Như vậy thì chư Phật có hoan hỷ dạy cho mình không? Có không? À, đọc lại câu này nha. Câu này nó dài như vậy. Các vị Phật này cư ngụ trong các cảnh giới Phật của mười phương, không đợi lâu để giảng dạy sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ và đạt được tri kiến, không còn bám chấp và cũng chẳng chi là chướng ngại. Cái câu dài gì đó. Vậy là chư Phật mà chúng ta thỉnh là chư Phật dạy. Như vậy thì mình hiểu rằng là ở trong mình có Phật tánh không? Như vậy mình thỉnh Phật giảng cho mình nghe, có phải là mình thỉnh cái vô sư trí của mình không? Cái này ghê lắm. Cái chất này nè, cái chiêu này nè, là cái chiêu mà chúng ta khai mở Phật tánh của mình. Chúng ta không thỉnh cái Phật ở trong người của mình để mà giảng cho mình nghe đó. Mà ông Phật của mình á, là sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ, đi vào giác ngộ, đạt được tri kiến, không còn bám chấp. Vậy thì còn chấp không? Hết chấp. Cũng chẳng chi là chướng ngại. Vậy là còn chướng ngại gì không? Hết. Vậy là chẳng chướng ngại. Như vậy thì Phật đó là ai? Phật đó là ta. Mà khi ta giác ngộ, ta không còn bám chấp, ta không còn chướng ngại, thì ta đang khai mở Phật tánh của ta. Như vậy ta thỉnh Phật thuyết pháp ở trong thiền định, nghĩa là bản thân chúng ta đang mở tánh Phật của mình ra. Quý vị hiểu điều này không? Quý vị phải luôn luôn tỉnh thức. Cái đó mới gọi là năng lực của niềm tin. Mình có tin là mình thành công không? Mình có tin là mình thành Phật không? Mình có tin là mình đạt được những việc đó hay không? Việc đó là năng lực của niềm tin. Nhưng mà chúng ta không có tin. Chúng ta bi quan yếm thế. Chúng ta cho rằng là mình không thể làm được. Như vậy mình thành công không? Không. Lấy ví dụ như, tôi tin là sáng mai tôi dậy sớm để công phu. Cái sáng mai dậy à? Nhưng mà tôi nghĩ là sáng mai tôi dậy không nổi, thế thì sáng mai ngủ. Vậy thôi. Vì sao vậy? Vì mình không tự tin vào bản thân mình. Năng lực của niềm tin nó không làm cho mình đến một sức mạnh để mình thành tựu được. Thì kệ kế tiếp diễn tả. Lễ kính thứ sáu, nguyện cầu. Vậy là thất giả, lục giả thỉnh chuyển pháp luân.
thất giả hết pin nữa rồi, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả là thường tùy Phật học, thì ở đây là thỉnh Phật trụ thế. Bệnh lâu mà. Thi kệ kế tiếp diễn tả lễ kính thứ 6, nhưng mà chúng ta biết là thứ 7, thứ 8 rồi đó. Bát giả, ồ này ngũ giả, thất giả, lễ thỉnh Phật trụ thế. Thì ở đây là thứ 6 là diễn tả lễ kính lễ nguyện cầu. Con cầu khẩn với đôi tay chấp nguyện, có nghĩa là chấp tay lên khấn nguyện cho những ai ước về niết bàn. Nisva rốt ráo xin ở lại nhiều kiếp, có nghĩa là thỉnh Phật trụ thế nè, xin ở lại nhiều kiếp, cho nên con xin con ở lại 160 tuổi thôi. Và nhiều người cười nghĩ là con cỡ 180 chứ 160 gì. Bởi vì xin ở lại nhiều kiếp như các vi trần trong vũ trụ, để đem an bình và lợi lạc đến cả mọi chúng sinh. Như vậy là để đem an bình và lợi lạc đến cả mọi chúng sinh. Sự nguyện cầu bao gồm quán tưởng vô số thân của chính mình. Đấy, sự nguyện cầu bao gồm quán tưởng vô số thân của chính mình. Đấy, nhớ là trong thiền định á, là chúng ta thỉnh Phật trụ thế, nhưng mà đó là vô số thân của chính mình. Trước mặt mình là chư Phật trong cảnh giới Phật của mười phương, đang giảng dạy cái phương cách đi vào niết bàn rốt ráo. Nhiều bậc á, ở trong thiền định không có ra, là bởi vì được chư Phật á, giảng dạy ở trong đó. Thì đây là con người đang đi vào trong niết bàn rốt ráo. Rồi khẩn cầu chư Phật thị hiện trong nhiều kiếp lượng, bằng với số lượng các hạt tử chóng vánh trong mỗi cảnh giới Phật, để đem đến bình an tạm thời và lợi lạc tối hậu. Cái câu này mình nghe quen không? Bình an tạm thời và lợi lạc tối hậu cho mọi loài chúng sinh. Bây giờ mình tu mình thấy bình an, đó là bình an tạm thời. Còn lợi lạc tối hậu là cái lợi lạc đó nó nhiều kiếp về sau lắm. Như vậy mình sám hối trong kinh Lương Hoàng Sám, mình có thấy cái câu là đây là quả báo mới đơm hoa, còn kết quả của nó ở địa ngục kia, có không? Này, cho nên ở đây là nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta an lạc tạm thời và an lạc tối hậu. Thi kệ kế tiếp nói về lễ kính thứ 7 là hồi hướng. Đúng ra là bát giả còn thường tùy Phật học đó. Cửu giả mới cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả mới phổ giai hồi hướng. Thì ở đây mới có thứ 7 là hồi hướng rồi. Hơi lộn trở lại một chút. Bất cứ phước báo nào con huân tập, dù nhỏ bao nhiêu, từ sự hạnh nguyện, cúng dường sám hối, hoan hỷ thỉnh cầu và nguyện cầu, con xin hồi hướng toàn vẹn cho sự giác ngộ. Hồi hướng toàn vẹn cho sự giác ngộ. À, ở đây có 7 à, ở kia 10 mà ở đây 7. Vậy là cái nguyện thứ 6 á, nó gồm 3 cái nguyện là thất giả lễ kính chư Phật. Thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả là thường tùy Phật học, cửu giả là hằng thuận chúng sinh, gồm 3 cái đó vô trong cái nguyện thứ 6. Cho đến nguyện thứ 7 này là phổ giai hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là không bao giờ làm cạn kiệt hết tất cả cội nguồn của đức hạnh,
Quý vị nghe cái chữ là hồi hướng, nghĩa là không bao giờ làm cạn kiệt, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng chăm vô, mình không để cho nó cạn á. Mà cạn cái gì? Cạn hết tất cả các cội nguồn của đức hạnh. Như vậy thì mình không có làm cạn kiệt cội nguồn của đức hạnh. Như vậy những cái đức, những cái hạnh lành mà một người tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, mà đời này họ không biết tu, họ làm hết, họ không biết hồi hướng. Giả sử như bây giờ mình làm một cái gì đó, mình có được cái công đức phước báo, mình hồi hướng để chi vậy? Để mình chăm vào cái cội nguồn công đức phước báo của mình. Được giảng giải bằng 6 cách lễ kính như trên. Như vậy là 6 cách trên đó, là cái cuối cùng này là hồi hướng hết về vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái bài phục nguyện của mình đó, là mình đem mình hồi hướng, mình cầu nguyện. Mà cầu cho mình á, cầu cho cái bồ đề tâm của mình nó vững chãi, cầu cho sự tu tập của mình nó được thăng hoa, cầu cho không còn oan gia trái chủ, cầu cho tất cả những người thân xung quanh mình đều giác ngộ giống như mình, để sống một đời bình an trong chánh pháp. Cầu cho cửu quyền thất tổ, oan gia trái chủ, đẳng đẳng hương linh đồng tu tập với mình để được siêu thoát. Như vậy tóm lại tất cả những cái lời nguyện cầu hồi hướng của mình á, nó đều là ở nơi mình mà toát ra, đúng không? Mà nếu mình không có lợi lạc cho họ thì mình có cầu đi nữa họ có được gì không? Giống như mình cầu cho người thân mình bình an, nhưng bản thân của mình không có làm cho họ bình an thì họ bình an được không? Bản thân của mình cầu cho họ được giỏi mà mình nó dở ẹt ha, thì mình cầu như vậy nó đúng hay sai? Nó không đúng. Mình có đâu hồi hướng, mình phải có mình mới hồi hướng được chứ. Để sử như bây giờ mình có được an lạc thì mình mới hồi hướng được cho người thân mình an lạc, chứ mình không có an lạc lấy đâu mà hồi hướng. Chú Tụ hiểu không? Mình cầu cho cha mẹ mình bình yên sống lâu thì bản thân của mình phải bình yên và hạnh phúc mới được, mình mới có cái mình cầu chứ. Cũng giống như mình có tiền thì mình mới hồi hướng cho cha mẹ mình, thì mình mới gửi cái tiền về cho cha mẹ. Mình có phước đức thì mình mới hồi hướng phước đức đó cho cha mẹ cứu quyền thất tổ chứ. Chứ bây giờ mình không có cái gì lấy đâu mình hồi hướng. Mình lại Phật, lấy cái công hạnh lại Phật để hồi hướng. Mình ăn chay, lấy cái phước báo của ăn chay để hồi hướng. Mình công quả, mình lấy cái công quả đó mình hồi hướng. Con tụng luật để cho tất cả hương linh nghe, chư thiên nghe, và tất cả các cái chúng sinh oan gia trái chủ với con đó, nghe. Vậy thì khi mà mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình lễ bái, cái này nó gọi là sanh ra phước. Rồi mình nương đó mình tu, nó sanh ra công đức. Các vị có hiểu không? Đấy, cái đó là mình tu hành như vậy. Được giảng giải bằng 6 cách lễ kính ở trên. Bởi vì quý vị với hạnh nguyện dũng mãnh đã hồi hướng mọi công đức đó như là các nguyên nhân của sự giác ngộ. Hồi hướng mọi công đức đó như là các nguyên nhân của sự giác ngộ hoàn toàn của chính mình và của mọi loài chúng sinh. Là các nguyên nhân của sự giác ngộ hoàn toàn của chính mình. Vậy là mình đã giác ngộ hoàn toàn chưa? Và của mọi loài chúng sinh. Cho nên cái bài này nó hay đến nỗi mà mình phải học từng câu, từng chữ, từng lời. Chứ còn chư tổ dịch ra đó, rồi lưu truyền, rồi đời sau người ta dịch lại, có khi người ta dịch nó, mình đọc mình không hiểu. Tại cái ý của trong cái câu đó nó cô động quá. Cái người dịch đó không đủ cái sức để dịch lột tả hết mọi vấn đề. Thì chúng ta cần phải hiểu để chúng ta truyền đạt. Có nghĩa là giáo khoa là một chuyện, nhưng mà cái người truyền đạt đó, là có hiểu được giáo khoa hay không. Các vị có hiểu ý này không? Cũng giống như là sư cô tuệ viên truyền cho thầy Đắc Tụ một thông điệp.
Nhưng mà vị này không có hiểu được thông điệp đó đi truyền cho người ta, thì người ta khổ hay vui? Khổ hay vui? Bởi vì cái người đó đó, nếu mà nhận được thông điệp đó vui thì người đó đi truyền cái tin vui. Còn người đó nhận được cái thông điệp đó mà cảm thấy mình khổ thì đi truyền cái khổ. Cho nên sư phụ cũng không hiểu tại sao mà có những con người đi vào trong cửa Phật tu hành rồi mà họ lại mang những cái xấu xí đi truyền cho người khác. Nghĩa là họ đến với Phật á, họ không học được cái gì tốt, họ không có được cái chất liệu an lạc, dẫn đến khi nói cho người khác nghe đó thì nó lại không có chất liệu đó. Các vị có hiểu cái này không? Nghĩa là ở bên trong của mình mà nó tốt á, thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, gọi là nó tỏ hào quang. Còn bên trong mình nó bệnh mà nó hôi thối thì xin thưa mọi người xung quanh nghe cái mùi khó chịu lắm. Cho nên người ta nói là hữu xả tự nhiên hương, còn chuột xả tỏ mùi hôi. Thì đi ngang con chuột xả là nó hôi, còn nếu mà đi ngang cái cục trầm hương thì nó thơm. Như vậy mình làm sao mà mình gần gũi ai thì mình cũng, những người đó cũng được an lạc và tuyệt vời hết, thì mình mới hiểu là à, vậy là mình tu tập tuyệt vời rồi đó. Cái sự giác ngộ của mình nó lan tỏa đến mọi người. Các vị có hiểu không? Mình vô chùa bao nhiêu năm rồi, vậy giờ mình tụng kinh không ai tụng được hết, là biết đó. Là cục trầm hay là cục ấy đó. Hai cục này nó khác nhau. Mình đi tu bao nhiêu năm trời rồi mà mình vô trong chùa mà mình không có những cái lời hay ý đẹp, mình cũng không học được cái gì của Phật pháp hết. Tới chừng mình truyền đạt cho người ta, người ta không hiểu cái người này có phải là người tu không nữa. Người ta gần mình, người ta đặt một cái câu không phải là tôi đang gần ai đây ta. Bởi vì sao vậy? Vì cái người kia trao cho tôi một cái thông điệp, nó không phải là người tu trao. Như vậy là mình thấy là, mình thấy là có những cái con người mình không thể nói họ là người tu chân chánh đúng đắn được. Vì sao vậy? Vì họ đâu có cái lời nào của Phật đâu mà tu chân chánh đúng đắn. Chư tụ hiểu không con? Con hiểu là sư phụ thành công rồi. Chúc mừng con. Khi hiểu về ý nghĩa của lời trong các thi kệ này, hãy chậm rãi tụng những thi kệ không phân tâm. Hãy chậm rãi tụng những thi kệ không phân tâm. Một khi làm được cái điều này, quý vị sẽ có được công đức vô lượng. Quý vị biết là lý do làm sao mà quý hòa thượng, quý thầy ngày xưa ta nói tụng kinh Phật thuyết A Di Đà kinh, ở trên không tụng, ở dưới ngủ hết trơn. Nghĩa là tụng chậm rãi từng lời kinh, không có để cho mình phân tâm. Rồi sám cũng vậy nữa. Ủa, buồn ngủ chết luôn, không sám nữa rồi. Nhất chen chen cốc giả là chen chen cốc, chen chen cốc thì cái đó là nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả sưng, còn tụng cái bài mà sám sám quy mạng là tụng chắc tiếng hồ. Quy mạng thập phương đều ngữ sư.
Cho nên là quý cô nói trời cái bài này tụng chậm nó hay dữ lắm luôn. Tôi nói tụng chậm chắc tôi ngủ 8 giấc. Cái bài này nó dài quá mà. Cho nên trong cái đây là ta nói chậm nhưng mà cũng chậm vừa thôi. Giả sử như chậm rãi tụng những cái thi kệ không phân tâm. Nghĩa là mình không phân tâm mình mới đọc được. Cho nên những người mà tụng ít á, thì đọc chậm được. Nhưng mà những người mà đưa nguyên cuốn này mà tụng ít sao ta tụng nổi. Cho nên mấy người mà tu nguyên bộ Địa Tạng, nguyên bộ Pháp Hoa, nguyên bộ Lương Hoàng Sám là xin thưa, mình đến đó mà mình phân tâm là mình đọc sai liền. Đọc như tên bắn, đọc như Lăng Nghiêm kia. Còn bây giờ Lăng Nghiêm mà vô là Nam Mô Ta Đa Tha Tô Già Đa Gia là chắc chắn. Ngày này tụng tới 10 giờ luôn, từ 4 giờ sáng. Cho nên tụng những cái lời này mình tụng cho được cái phân tâm, mà mình tụng kiểu đó là lát nữa buồn ngủ phân tâm không. Cho nên là cái việc mà chúng ta học nhưng mà đến chúng ta thực hành, chúng ta phải biết là lúc nào chúng ta tụng như thế nào, cái gì tụng chậm, cái gì nên nhanh mà nó vẫn nhiếp tâm, nó không phân tâm đó. Chứ để không là đem cái này là bắt bẻ tôi đi. Tại sao sư phụ kêu tụng chậm rãi mà tới chừng sư phụ tụng con tụng không lại? Đúng đâu, ăn chưa hết hũ cháo sao tụng lại? Rồi mình vô chùa mình tập riết, mình nghe riết rồi nó quen. Mà nó quen rồi thì tự nhiên mình tụng nhanh thôi. Mà tụng nhanh đến một lúc mình tụng chậm là nó đã lắm, nó sung sướng, nó hạnh phúc. À, vì mình tụng nhấn nhá từng chữ từng lời sung sướng lắm. Còn bây giờ mới vô nghe thôi chứ tụng sẽ được, tụng cũng phải tập luyện chứ. Người nào mà ăn một hũ chao tụng là nghe biết liền, người nào ăn chục hũ chao tụng nghe biết liền, gọi là thấm tương thấm chao. Chứ còn bây giờ vô chùa không có tụng, không có mở miệng ra tụng thì có ăn nguyên một lu chao cũng không biết nó tụng được hay không. Để có tụng đâu mà biết được hay không. Một khi làm được cái điều này, quý vị sẽ có được công đức vô lượng. Vậy thì cái chữ công đức vô lượng đó, Tổ Quy Sơn có dạy: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Nghĩa là bên trong là mình có cái công phu để mình kiềm chế bản thân mình. Ngoại hoằng bất tranh chi đức là bên ngoài mình lấy cái đức để ban tặng cho chúng sinh mà không quan tâm, không tranh đua hơn thua, thì đem cái đức của mình á mà đem ra bên ngoài. Cho nên cái đức nó do từ bi mà sanh, cho nên bên ngoài hành từ bi mà bên trong hành trí tuệ. Chỉ có thanh gươm trí tuệ mới là công năng chém tất cả những cái phiền não chướng duyên ở bên trong, cái si mê, cái giặc vô minh ở bên trong. Phải dùng thanh gươm trí tuệ Bát Nhã để chiến thắng bản thân mình, đó là công. Ở bên ngoài đem tâm từ bi vô ngại ba la mật gọi là đức. Quý vị huân tập phước báo và trí tuệ siêu việt. Phước báo là từ bi, trí tuệ siêu việt gọi là trí, là những thuận duyên bằng cách thực hành năm hạnh nguyện. Năm hạnh nguyện: cúng dường, hoan hỷ, thỉnh cầu chư Phật chuyển pháp luân, và cầu xin chư Phật đừng nhập niết bàn là thỉnh Phật trụ thế. Như vậy thì ở đây là bằng năm hạnh nguyện cúng dường, thiếu một cái hạnh nguyện là lễ kính rồi. Nhất giả lễ kính này, thiếu ở trong đây thiếu này. Một là lễ kính, hai là cúng dường, ba là hoan hỷ, bốn là thỉnh cầu Phật chuyển pháp luân, năm là thỉnh cầu Phật đừng nhập niết bàn. Nhờ sám hối, quý vị sẽ xóa tan đi những chướng ngại. Mình sám hối, mình xóa tan những chướng ngại, cho nên ai mà bị chướng chừng nào thì sám hối nhiều chừng đấy. Cho nên trong nhà Phật, mỗi lần mà phạt người ta là phạt sám hối thôi, phải không? Phạt là phạt sám hối để cho
nó xóa đi những chướng ngại. Cho nên là cô An Nghĩa mỗi ngày phải đang cố gắng lại sám hối cho nó tiêu tội chướng nghe con. Đáng sám hối. Chứ con là vô số tội chứ không phải là vô tội. Đó là những nghịch duyên, những chướng ngại, cho nên cần phải sám hối. Vung sới niềm vui trong công đức đang làm. Vung sới cho niềm vui có nghĩa là mình làm mà mình vui dữ lắm. Dùng cái chữ là vung, rồi còn sới những cái niềm vui. Nghĩa là người tu mà luôn luôn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm vui vẻ, cho nên là làm không biết mệt. Chứ ai lại không mệt. Có người nói là sư phụ không có biết mệt. Đúng rồi. Vung sới niềm vui trong công đức đang làm là một phần của hoan hỷ. Đó là một phần thôi nha, một phần của hoan hỷ. Sẽ gia tăng công đức của mình. Cái công đức là nhờ mình hoan hỷ lắm. Chứ mình mà hơn thua với mọi người, người ta không làm, mình làm, người ta thế này, thế nọ, thế kia là mình có tu tập được. Nhìn người ta là mình nghĩ tu luôn á. Bởi vì sao vậy? Thế gian này gian là thế. Cho nên là sống ở thế gian mà mình cứ nhìn người ta là không bao giờ mình tu được. Sở dĩ có nhiều người vô chùa mà không phát huy được công năng của mình là bởi vì nhìn người khác. Mình không nhìn vào cái người cao hơn mình, không nhìn cái người tuyệt vời hơn mình. Cho nên ở trong cái phần mà để chuẩn bị cho công tác ngồi thiền này thôi, cái công tác chuẩn bị để trước khi thiền định thôi. Mà quý vị thấy nhiều không? 3 buổi rồi nói chưa hết. Cái công tác chuẩn bị cho ngồi thiền thôi đó. Tại vì bản thân của mình mà mình không có một cái năng lực đó đó, thì xin thưa mình ngồi thiền chỉ tẩu quả nhập ma thôi. Vì mình ngồi thiền bằng cái tâm tham mà, mình đâu có ngồi thiền bằng cái sức tu tập của mình đâu. Cho nên ở trong thiền định á, thiền một thời gian á, đăng. Mà thiền đăng là thằng điên. Sẽ gia tăng công đức của mình. Quý vị có thể có vài công đức tăng cường như là kết quả của huân tập. Vài công đức tăng cường, hay không, công đức mà còn công đức tăng cường nữa, như là kết quả của huân tập. Có nghĩa là mình có huân tập không? Thanh tịnh hóa. Nhưng công đức đó sẽ gia tăng rất lớn vì sự hồi hướng này. Về chưa? Công đức đó nó lớn hơn nữa là nhờ sự hồi hướng. Có nghĩa là mình tu không phải là cho mình thôi. Có người tu mà giống như là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Tu riết ở chùa còn có mình. Vì tu dễ thương quá mà ai tu cho nổi. Mình hiểu được rằng là mình tu mà không có ai tu được với mình hết á, thì mình mới coi lại mình. Đó. Có nhiều người ở là không ai ưa, mà cũng không ưa ai đó. Vậy là biết rồi đó. Cô Nguyễn có hiểu sư phụ nói không? Có. Vậy là sư phụ đủ vốn rồi. Tu sao mà mọi người người ta thương, người ta yêu, người ta quý nghe không? Thương là mình phải tu, mình phải thương yêu hết tất cả mọi người. Mình phải hy sinh hết cho tất cả mọi người, nghe con. Như vậy sư phụ mới cảm thấy là độ con, sư phụ mới mừng chắc. Đặng đời sau con giờ này còn có mấy hơi nữa là tắt hơi, thì đời sau sư phụ mới có chú tiểu sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư. Chứ còn giờ này mà suy nghĩ cái gì đâu không, thì sư phụ cũng không biết con hồi hướng cho ai. Có nhiều người là tu tập nhưng mà cái tâm không có bình yên. Cái tâm nó nghĩ mọi người xung quanh không ai thương mình hết á. Nghĩ mọi người ai cũng ghét mình á. Ủa ăn ở thì sao người ta ghét mình? Mình không quan tâm, mình không quan tâm tới ai thương ai ghét mình, mà mình luôn luôn hồi hướng cho họ. Mình có cái gì mình cho họ đi. Cho nên có nhiều ông chồng ông mạnh dạn lắm. Người ta nói ông sợ vợ, ông nói tôi mà sợ vợ cái gì, đi theo tôi về thấy biết đi. Ông về ông nói vợ đâu rồi? Bà giật mình, bà mở cửa ra. Ông nói tiền nè. Bà mỉm cười, bà dạ. Mấy ông thấy chưa?
tôi nạt nộ vợ tôi, nó vẫn dạ. Là lý do một tháng ta lãnh lương tiền nè, cái nó dạ rất là dễ thương. Mà đó, đó là mình đem cái chuyện lợi lạc, cái niềm vui, cái sự lợi ích cho người ta, thì như vậy thì mình hồi hướng, là mình hồi hướng vậy đó. Chứ còn đằng này đi nhậu mà nó không chửi cũng uổng à. Rồi quay qua quay lại phá làng phá sớm. Bây giờ mà chú tụ mà đi học về mà đem cái bảng điểm mà chỗ nào cũng thấy là 8 phẩy trở lên, hạng là không phải là giỏi mà là siêu giỏi. Như vậy thì sư phụ vui không? Cái đó là nó học, nó hồi hướng cho sư phụ. Còn từ sáng đến tối mà sư phụ thấy nó giỏi, học kinh nó đâu là nó thuộc kinh nó đó, đọc kinh là phà luôn. Rồi hỏi tới cái gì là thuộc cái nấy thì đó là nó đang hồi hướng cho sư phụ, mà lấy cái giỏi đó để hồi hướng cho Phật pháp được trường tồn. Còn đằng này game loại nào cũng biết. Nó hồi hướng cho thế giới ma vương của game. Như vậy nó hồi hướng cho ai? Tôi tủi hổ vô cùng. Như vậy thì thấy nó đau đớn không? Nghĩa là mình mà giải đãi, mình không tinh tấn thì mình hồi hướng cái gì? Cha mẹ mình rất là xấu hổ vì có những đứa con nó học dở. Thầy tổ không dám ra ngoài trường để họp. Mỗi lần mà ra họp ấy, người ta nói chịu không nổi đó. Cho nên là mình hiểu là mình cộng nghiệp. Thì tôi xin lỗi quý thầy cô, cha mẹ nó đẻ nhưng mà đã cộng nghiệp với tôi nhiều đời nhiều kiếp, cũng có duyên với tôi rồi. Cho nên đời này mà mình thấy những người xung quanh của mình á mà bất ổn là mình tự trách bản thân mình, đừng có trách người khác. Giả sử như vợ mà có thằng chồng mắc dịch là tự trách bản thân mình, đổ thứ vô phước xui xẻo. Còn ông chồng á, mà có một cô vợ mà giống như nàng tiên á, thì ông chồng đó có phước, ông tự thấy là mình có phước, mình có cô vợ như vậy. Còn nếu mà có vợ giống bà điên á, thì cũng phải tự trách bản thân mình ăn ở thì sao đời trước, để đời này mình gặp cái người như vậy. Bây giờ sư phụ mà gặp đệ tử mà toàn là hồn dịch lộn không, thì sư phụ cũng tự coi bản thân mình ăn ở thì sao đời trước, cho nên đời này mình mới vậy, đúng không? Chứ còn cho nên là mình đâu có so sánh với người ta. Người ta là đẻ con ngoan hiền học giỏi, người ta là thầy giỏi trò thành công vĩ đại không. Còn mình cũng phải tự ăn rau muống để rồi ăn năn, rồi cũng phải tự coi việc tu hành của mình ra làm sao, mà tại sao có những người xung quanh mình như vậy. Chú Độ hiểu ý chứ phụ không? Ừ. Chú phụ mừng. Đang làm sao để hồi hướng cho sư phụ nghe. Chứ mỗi lần mà nói tới chú Độ là sư phụ mất phong độ rồi. Nó không còn phong độ. Có nghĩa là con vô tội hay là con vô số tội? Có những con người rất là vô tội, mà có những con người là vô số tội mà nó không biết. Thấy không? À, hiểu không? Ừ, hiểu là sư phụ mừng. Con hiểu sao đó hiểu. Mặc dù các hiệu quả của công đức đó có thể có tạm thời rồi tan biến đi, nhưng nhờ hồi hướng mà chúng ta sẽ không bao giờ biến mất. Có nghĩa là cái phước báo mà chúng ta hồi hướng nó có mất không? Giả sử như bữa nay chúng ta có cái này chúng ta cho người này, có cái này chúng ta cho người kia, chúng ta cho nghĩa là hồi hướng đó, vậy là có mất không? Không, quả báo của mỗi người tạo ra từ thân hành động, miệng nói năng, ý suy nghĩ đều không mất. Giả sử như sư phụ luôn luôn suy nghĩ là thương thầy Độ, làm sao để giúp đỡ thầy, tạo cho thầy có một cái sự nghiệp rất là tốt đẹp, tạo cho thầy đến một cái quả vị rất là tuyệt vời. Đúng không? Mà nếu như mà thầy đạt như vậy thì sư phụ mừng, đúng không? Còn sư phụ thì lo hết cho mọi người bằng cái tình thương yêu. Như vậy cái tâm sư phụ mà thương yêu mọi người là cái đó là ý nghiệp.
Còn sẽ giả sử như bữa nay sẽ ghét người này, mai ganh tị với người kia, mốt là đuổi tống cổ người nọ. Hay là cái tâm của mình như vậy là tâm tốt hay tâm xấu? Vậy là quả báo của mình tốt hay xấu? Cái đó là mình hồi hướng luôn. Mình phải coi cái tâm của mình, và mình biết rõ hành động của mình làm. Vì tới đây là mình phải nhìn cái gương minh kính đài của mình. Mình đi qua cái cầu Nại Hà chứ đâu ai đi qua giùm mình. Mình tự soi cái gương mà gọi là minh kính đài của chính mình, để mình coi cái ba nghiệp của mình đang suy nghĩ gì. Mình đi suy nghĩ xấu hay tốt? Tại sao tôi muốn tốt cho anh Tụ mà anh Tụ lại nghĩ xấu về tôi? Như vậy thì công đức nó rõ ràng rồi, đúng không? Mình có một cái hồi hướng mà mình đã nghe cái câu rồi: giả sử trăm ngàn kiếp đã gieo nghiệp không mất, khi nhân duyên hội đủ, quả báo đó mình thọ. Như vậy thì cái công đức đó, công đức hồi hướng đó có thể tạm thời rồi tan biến đi, nhưng nhờ hồi hướng mà chúng sẽ không bao giờ biến mất. Vậy hồi nãy mình tụng kinh rồi nó còn không? Không, nó tan biến mất rồi. Nhưng mà nhờ mình hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, thấy chưa? Người chưa? Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bài hồi hướng nó tổ kết nối từ những cái bài này, chứ không phải là mình không thèm đọc. Có nhiều người không thèm đọc, không hiểu, không có học, lấy đâu hiểu. Bảy cái hạnh nguyện thuộc về ba phương diện. Rồi, nhớ ba phương diện giùm sư phụ đấy. Thứ nhất là huân tập, thứ hai là thanh tịnh hóa, thứ ba là gia tăng công đức. Mà không làm á thì nó biến mất. Huân tập, mình lại mỗi ngày mình lại Phật vậy, mình có huân tập không? Mỗi ngày mình sám hối, mình có thanh tịnh không? Rồi mỗi ngày mình phát bồ đề tâm, mình thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân, rồi tùy thuận chúng sinh, rồi hồi hướng. Như vậy có công đức không? Đây, ba phương diện: một, huân tập; hai, thanh tịnh hóa; ba, gia tăng công đức. Sau đó, khi trong tâm của quý vị đã có hình ảnh Mạng Đà La, Mạng Đà La là một cái hình ảnh đẹp lắm, và đã cúng dường Mạng Đà La là ta cúng dường hết tất cả những gì tốt đẹp nhất lên Tam Bảo. Hãy cầu khẩn nhiều lần với lời cầu nguyện thiết tha. Đây là khía cạnh thứ 6 và cuối cùng của việc chuẩn bị cho thời thiền. Năm khía cạnh kia đã được đề cập ở phần trên. Thường thì cúng dường Mạng Đà La bao gồm trong phần thứ 5 là ngũ giả gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Phần thứ 5 này nó nằm trong lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thì cái Mạng Đà La này là phần lớn là trong phần thứ 5 trong 7 hạnh nguyện. Nhưng ở đây theo ngài Champian Chapa thì Mạng Đà La được cúng dường ở phần cuối, đó là phần hồi hướng. Thay vì cái phần là thỉnh pháp thì ở đây là phần hồi hướng. Còn với lời nguyện thiết tha là bài kinh này được mang tên là Tam Đại Nghĩa Nguyện. Xin gia trì cho tất cả chúng sinh, các mẹ của con. Xin gia trì cho tất cả chúng sinh, các mẹ của con. Và con để chúng con được nhanh chóng ngưng các trạng thái đầy sai sót của tâm thức. Có nghĩa là mẹ và con, có nghĩa là cái nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại
ngưng các trạng thái đầy sai sót, là trong tâm hồn của mình nó đầy những cái tội lỗi, nó đầy những cái sai sót trong tâm thức của chúng ta. Kể cả việc không kính trọng thầy, bài không kính trọng thầy nó nằm bài mấy? Mấy? Chương 3. Chương 4. Bữa nay là đang học chương 5 nè. Cái kia chương 4 là thầy trò. Và cho đến việc chấp nhận các biểu tướng về sự tồn tại thực sự của hai loại ngã. Hai loại ngã là cái gì? Hai loại ngã là thuật ngữ biểu tướng hay là biểu hiệu. Ở đây được hiểu là các khái niệm, các cái tên, các cái đặc tính hay là định nghĩa chung về một loại đối tượng. Như vậy, biểu tướng là các đối tượng của quá trình định danh. Biểu tướng là các đối tượng của quá trình định danh. Quý vị đồng nghĩa, quý vị hiểu không? Như vậy, biểu tướng là các đối tượng của quá trình định danh. Ai hiểu giơ tay lên. Như vậy, biểu tướng là các đối tượng của quá trình định danh. Hiểu không? Về vế thứ nhì của câu trên đề cập đến sự tồn tại thật sự của hai loại bản ngã. Ngã của tâm thức là nhân ngã, và ngã của các hiện tượng đó là pháp ngã, ta gọi là chấp nhân và chấp pháp, hay là chấp ngã và chấp pháp. Thì ở đây nó phân loại là nhân ngã và pháp ngã, nghĩa là chấp nhân và chấp pháp. Mà chấp nhân gọi là chấp cái tự ngã của con người. Ngài Tông Cấp Pa theo quan điểm của Trung Quán Tông phủ nhận sự tồn tại thật sự, tồn tại hay tự tính, tồn tại tự tính hay tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên, tồn tại tự tính hay tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên. Quý vị hiểu như thế nào về hai cái câu này? Tồn tại tự tính hay là tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên? Khó hiểu không? Không học đâu hiểu được. Sao giống nhau quá rồi. Tồn tại tự tính hay tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên? Tồn tại tự tính là gì? Tồn tại tự tính có nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Vậy thì vô minh duyên hành cho đến ái thủ hữu là tồn tại tự tính, nghĩa là vốn dĩ trong quá khứ nó vô minh cho nên hiện tại nó ngu, là tồn tại tự tính. Có nghĩa là bản chất của nó, đời trước nó không lo tinh tấn cho nên đời này nó vẫn còn tồn tại cái tự tính giải đãi lười biếng, khó ưa khó dại. Hiểu không? Hay tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên. Tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên nghĩa là nó có mặt ở đó nhưng mà tất cả mọi nhân duyên bên ngoài vẫn không tác động vào nó được, gọi là tồn tại không phụ thuộc. Được không? Còn nếu nó phụ thuộc vào các nhân duyên là nó chuyển hóa được không? Được. Vậy thì cái đó là mình nói cái xấu, bây giờ mình nói cái tốt. Đời trước tôi có cái phật tánh, tôi đã tu tập tốt rồi cho nên đời này tôi tồn tại tự tính, có nghĩa là tôi sanh ra là cái bản chất của tôi là người tu cho nên là tôi tu rất là tốt cho đời này, gọi là tồn tại tự tính. Hay là tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên, có nghĩa là mọi cái nhân duyên nó tác động vào, biển khổ mênh mông là tác động vào dữ lắm nhưng mà tôi vẫn tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên, nghĩa là bản thân tôi vẫn giữ được cái chất Phật của chính mình giữa những con người đầy ma ám.
người tinh tấn giữa con người giải đãi, giống như trong kinh Pháp Cú gọi là như con ngựa, như con tuấn mã bỏ xa con ngựa hèn, nghĩa là một cái đám ngựa hèn á, nhưng mà trong đó nó có một con tuấn mã ở trong đó, nó vẫn tinh tấn giữa những người giải đãi, hiểu không? Cái đó ta gọi là sự tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên. Chứ mình mà gần những con người giải đãi, mình không có lửa mình làm, mình không có lửa mình tu, mình muốn học mà những con người mới lười biếng, thầy cô giáo vô cái nó đập bàn đập ghế, quan hô cô vô, cái cô giảng đâu được mấy câu cái nó đập bàn đập ghế, quan hô cô cho về. Mình có muốn học đi nữa mình cũng đâu có được học đâu, tại nó đâu có muốn học. Cô dạy nhiều là nó đâu muốn học, nó ở dưới nó quậy, cho nên thầy cô giáo đâu có muốn học. Hoặc là nó đứng lên đau bụng quá, lát cái nó nói cho ông đi ăn trầu đi, hoặc là cho ông đi hút thuốc đi, lát cái đi đứng dậy đi uống nước đi. Nghĩa là bản thân nó không có chấp nhận nó học, nó vọng tưởng điên đảo, nó đủ thứ chuyện để nó đi vòng vòng. Hai loại bản ngã này, do đó nếu tâm thức ở trong trạng thái nhận thức hay là có khái niệm về sự tồn tại thực sự của hai loại ngã này, sẽ là các sai sót cần phải loại trừ. Các sai sót cần phải loại trừ. Con hiểu ở đây là đang nói cái sai sót đúng không? Hai cái loại ngã, mà cái loại ngã đó là nó tồn tại tự tính, có nghĩa là cái người này ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Hiểu không? Hiểu tồn tại tự tính chưa? Ngu nhiều đời, khó dạy lắm, cha mẹ dạy không được. Tưởng là đẩy về chùa cho thầy tổ dạy, ai dè đẩy về chùa dạy cũng không nổi luôn. Ba má nó dạy không nổi thì sao tôi dạy nổi? Rồi xong nó đẩy cho nó ra xã hội cho cuộc đời này nó dạy nó, ai dè em bỏ vô tù. Dạy đâu nổi. Nó ra quậy cuộc đời này người ta chịu đâu nổi. Cho nên tại sao mà nó thưa thích ở trong tù hơn ít ở ngoài? Vì ở trong tù á, nói ta nó quanh, cho nên nó thấy ở trong đó im hơn. Còn ở ngoài á, không ổn. Tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên. Có những con người họ vô tàm vô quý, họ không có biết cái sai trái của họ, cho nên dẫn đến nó rất là khó dạy, khó sửa. Rồi, đó là hai loại ngã rồi. Một xíu nữa là hết. Xin gia trì cho chúng con, để chúng con dễ dàng tạo được trạng thái không lỗi lầm. Đó, cầu Phật gia hộ nè, gia hộ cho chúng con, để chúng con dễ dàng không tạo được, có nghĩa là con không có cơ hội để tạo tội, không lỗi lầm. Bây giờ không cho xài điện thoại là không tạo duyên cho cho chơi game, cho lỗi lầm. Đọc lại cái câu đó. Xin gia trì cho chúng con, để chúng con dễ dàng tạo được trạng thái không lỗi lầm của tâm, bắt đầu từ sự kính trọng thầy và kết thúc bằng nhận biết thực chất của vô ngã. Như vậy hai cái loại ngã hồi nãy đã được xóa sổ, bây giờ thực chất của vô ngã. Xin gia trì cho chúng con dứt sạch tất cả những chướng ngại nội tại và ngoại tại, có nghĩa là nội ma và ngoại ma. Như vậy thì cái sự xin gia trì đó để cho chúng con dứt sạch, thì do mình xin là mình xin, nhưng mà mình dứt sạch hay không dứt sạch là do mình hay là do mình xin mà được? Do xin hay do mình? Rồi, xin mời cầm micro thảo luận một phút. Còn có một phút rưỡi nữa thôi. Đã gắn pin chưa? Hết pin rồi. Hết pin rồi, đi lên đây. Mời thầy Độ lên đây, sư phụ hỏi một câu coi thảo luận ra sao. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay sự. Qua đây này, đó nó gần cái máy, nó kêu. Sự thí xác của một thí sinh. Nói cho sư phụ nghe, tại sao trước khi thiền định,
chúng ta phải có một cái khâu chuẩn bị để nhập thiền một cách rất là kỹ lưỡng như vậy. A Di Đà Phật, kính bạch chân sư phụ cùng thiền đường đại chúng. Thì theo con nghĩ là tại sao mà chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng như vậy? Là vì nếu mà chúng ta không chuẩn bị kỹ lưỡng thì rất dễ đi lầm đường lạc lối. Đi đâu tôi ngồi thiền mà đi đâu? Ý là mình sẽ không có đi đúng đường của cái việc thiền định trong tu học. À, có nghĩa là sẽ không ngồi thiền đúng chánh pháp. Chứ đang nói chuyện ngồi thiền mà không nói đi đâu ai có biết. Rồi theo con thì nếu mà sợ ngồi sai cho nên là trước khi ngồi thiền phải có một cái khâu chuẩn bị rất là hoành tráng như vậy. Thì con nghĩ là việc chuẩn bị đó so với cái việc thiền á, là cái khâu chuẩn bị nó thuộc về lý. Còn khi vào ngồi thiền thì nó gọi là sự. Hay là cái chuẩn bị nó cũng đã là sự rồi. Theo con nghĩ là cái chỗ chuẩn bị chỉ là cái lý thôi. Cái sự là do trong quá trình mình ngồi thiền mà mình rọc rửa thân tâm của mình. Tại vì mình đâu phải là thánh nhân đâu mà nói thanh tịnh liền khúc đó thì mình thanh tịnh cái khúc mà mình chuẩn bị thôi. Mà khi mình ngồi á thì những cái phiền não, những cái chướng ngại nó sẽ khởi lên thì bắt đầu mình hành là mình sẽ diệt đó. Giả sử như là ta sẽ dọn sạch nơi thiền, bài biện ngăn nắp những biểu tượng về thân khẩu ý của ta tương ưng với Phật, vậy thì cái đó là chỉ là suy nghĩ thôi ha? Hay là phải có hành động để ba nghiệp được thanh tịnh trước khi nhập thiền? Con nghĩ là mình chỉ suy nghĩ thôi. Yeah. Rồi xuống đưa thí sinh thứ hai. Con có đồng ý với cái ý kiến của thí sinh thứ nhất không? Và theo con có gì bổ sung và đánh giá thảo luận không? Kinh bạch trên sư phụ cùng thiền đường đại chúng. Thì theo con trước khi mà sửa soạn chỗ tọa thiền thì mình trước tiên thì mình dọn chỗ sạch sẽ thoáng mát. Sau khi ngồi xuống thì mình định suy nghĩ bỏ những cái phiền não khó chịu, vượt bỏ những cái gì mà mình không có chứa ngại bên ngoài thì bỏ sạch, để khi vào định thiền thì mình có cái tâm thanh tịnh hơn, để khi có cái tâm thanh tịnh mới chuyển hóa được thì mới đi vào thiền. Thì khi đi vào thiền thì mình tưởng nhớ đến chư Phật, chư Bồ Tát, mình đương vào đó để có hành thiền được tốt hơn. Mời thí sinh Tuệ Phúc. Cái này là mình phải suy nghĩ là cái việc mình chuẩn bị cho cái công tác hành thiền thì ở đây là phải làm gì khi đang trong thời thiền. Thì một cái thời thiền được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn nhập thiền, trong lúc nhập thiền, ở trước khi nhập thiền, trong lúc nhập thiền và sau khi nhập thiền. Nhưng mà muốn trước hay là trong hay là sau gì đó thì cái điều đầu tiên là công tác chuẩn bị. Cho nên là con có thấy là cái công tác chuẩn bị này nó quy mô không? Dạ, kính bạch sư phụ và đại chúng, con thấy công tác chuẩn bị rất là quan trọng cho việc ngồi thiền của mình. Theo con đó là lý hay là nó là vừa lý mà vừa sự? Kính bạch sư phụ nói vừa lý vừa sự. À, vậy là chú Độ nói lý không là không đúng rồi, đúng không? Theo con thì như thế nào trong công tác chuẩn bị này mà có cả lý lẫn sự? Là khi ngồi thiền thì mình phải
công tác chuẩn bị thôi à? Công tác chuẩn bị là dọn sạch sẽ nơi ngồi thiền. Thứ hai nữa là ngồi thẳng lưng, hành trì quy của sự giác ngộ, ngồi kiết già, xóa đi những chướng ngại, tẩy sạch những chướng ngại. Thứ tư là hãy quán tưởng ngồi trên không trung và mà trước mặt là các vị Bồ Tát. Thứ năm là những điều kiện hỗ trợ cho sự tu tập trong tâm, thanh tịnh quá tâm, loại trừ những chướng ngại trong tâm. Thứ sáu là chịu đựng nhiều sự đau đớn để được trì thiền là nguyên nhân chủ yếu của thiền. Dạ con xin hết. Cái thứ sáu đó, đó là nó có 10 cái hạnh phổ hiền luôn á. Bữa nay mình học đó có nghĩa là cái phần thứ sáu của công tác chuẩn bị. Yeah. Ở đây là sáu khía cạnh của sự chuẩn bị. Thì cái ngày hôm nay mình học đó là bữa trước mình học là nó đến cái phần thứ sáu này mà nó tới 10 hạnh phổ hiền. Cho nên là sư phụ phải ngưng để bữa nay mình học hết luôn cái khía cạnh thứ sáu đó là 10 hạnh của phổ hiền. Yeah. Đến học cái phần cuối cùng là hồi hướng đấy. Rồi, mời thí sinh mới. Tuệ Thanh. Con có thảo luận gì về công tác chuẩn bị ngồi thiền không? Như Đức Phật xin thưa sư phụ và kính thưa đại chúng, trước công tác chuẩn bị trước khi ngồi thiền là mình cũng dọn dẹp chỗ chuẩn bị chỗ trước sạch sẽ để chuẩn bị ngồi thiền. Hồi nãy giờ con nghe sư phụ dạy đó. Dạ. Cái công tác mới là công tác chuẩn bị thôi à. Dạ. Còn khi nhập thiền á, là trước khi nhập, trong lúc nhập và sau khi nhập, đây là nó còn một cái vấn đề nữa, đây là một chương về thiền định lận. Cho nên là mình học 3 buổi rồi đó, nó mới chỉ là học cái phần chuẩn bị thôi. Thì cái công tác chuẩn bị để thiền á, là nó gồm cả sự và lý, hay nó chỉ là lý thôi? Dạ, nó bao gồm cả sự và lý ạ. Theo con nghĩ cả sự và lý, tại sao gọi là công tác chuẩn bị? Là vì lý là khi ta chuẩn bị tư tưởng, nhưng mà khi công tác chuẩn bị đó là cũng là lúc mà chúng ta chuẩn bị ngồi đúng rồi ạ. Là trước khi chuẩn bị nhà nhập thiền. Rồi còn có ai có ý kiến nào khác không? Rồi không có, đưa máy cho sư phụ luôn. Cái điều này là sư phụ muốn lắng nghe coi quý vị có nắm được không. Cái công tác chuẩn bị này á, có 6 cái khía cạnh của sự chuẩn bị. Những hoạt động của ngài Silinpa, đây là 6 công tác chuẩn bị của ngài Silinpa để nhắc cho chúng ta biết là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải làm sao trước khi ngồi thiền. Mà cái khía cạnh thứ 6 là phải thực hiện 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát. Rõ ràng đây nó giống như là tứ gia hạnh vị, nõn, nhẫn, đảnh, thế đệ nhất trước khi ta vào thiền. Nõn vị, nhẫn vị, đảnh vị, thế đệ nhất vị. Khi chúng ta lấy cái việc mà sám hối thôi, thì chúng ta đã dọn sạch tâm của mình. Nó giống y như là cái khía cạnh thứ nhất, là dọn sạch cái nơi mình ngồi thiền. Mà nơi thiền là cái gì? Nơi thiền có nghĩa là cái thân này nè, là cái chỗ mà chúng ta phải dọn sạch. Vậy là chúng ta phải sám hối cho 3 nghiệp thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh. Trước khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải dọn cái nơi thiền. Đó là thân của ta là cái nơi thiền. Cái thứ hai là chúng ta tọn phẩm vật cúng dường là không dối trá và sắp xếp nó một cách thật đẹp. Có nghĩa là bản thân của mình á, là mình khi mình sám hối rồi, mình có nhận diện được mình còn cái những cái chướng, mình còn dối trá chính mình không? Vậy thì
gần như là cái việc mà cái khía cạnh thứ sáu nó lột tả hết những khía cạnh trước. Nếu không có khía cạnh thứ sáu thì những khía cạnh trước chỉ nói thôi chứ không có làm. Nhưng mà khía cạnh thứ sáu nó cho biết rằng bạn không làm, bạn không bao giờ có được những khía cạnh đầu tiên, đúng không? Thầy độ có hiểu không? Bây giờ dọn sạch sẽ nơi thiền và bài biện ngăn nắp những biểu tượng về thân khẩu ý của Phật, thì rõ ràng mà ghi là thân khẩu ý của Phật thì nó không đúng. Cái câu dịch đó không đúng, nhưng mà ý là đúng. Nghĩa là mình phải dọn thân khẩu ý của mình nó thanh tịnh đồng với Phật, thì cái nơi đó mới gọi là nơi thiền để thâm nhập vào cái giác ngộ giải thoát. Cho nên cái khía cạnh thứ sáu là lấy 10 hạnh của phổ hiền ra mà thực hành. Mà thực hành rồi thì cái công tác chuẩn bị mới ổn. Cho nên chuẩn bị, nhưng mà ở đây vì chưa bước vào thiền thôi, chứ còn chuẩn bị thì đã là một quá trình thiền định rất là sâu rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn không từ sự cho đến lý thì bạn không bao giờ quán tưởng được bạn đang ngồi trên không trung và tất cả chư Phật đang hiện hữu và đảnh lễ mười phương. Đảnh lễ một vị là đã công đức vô lượng rồi, mà đảnh lễ mười phương chư Phật luôn thì công đức biết là bao nhiêu. Thì cái khả năng tâm của bạn còn hẹp hay là rộng? Tâm là còn hẹp hay rộng? Vậy là tâm mà hẹp thì bạn ngồi thiền bạn sẽ tẩu quả nhập ma, vì đó là tham vọng của tham sân si của bạn. Vì vậy cho nên á, cái khâu công tác chuẩn bị thôi đó là bạn có thể nhập thiền rồi. Cho nên là trước khi nhập thiền là công tác chuẩn bị đó. Thì nó vừa chuẩn bị xong là trước khi nhập thiền là bạn đã chuẩn bị như vậy, thì bạn vào thiền là bạn là đi đang vào trong niết bàn rồi. Như vậy thiền định là niết bàn. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh, hay là vào trong cái bốn tầng thiền của vô sắc giới là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Thì tất cả những tầng thiền này lớn hay nhỏ? Vâng. Như vậy thì dọn cái tâm của mình cũng chính là trong giai đoạn mình đang tu đây. Vậy là mình đang tu đây là mình đủ khả năng nhập thiền chưa? Chưa. Đấy. Mình chưa dọn được cái thân của mình cho thanh tịnh, cho trong sạch. Và bản thân của mình chưa đủ khả năng để nhập thiền. Như vậy thì mình học những cái bài thấp để rồi mình lên cái bài cao. Vậy mình xem như là cái bài này ấy, là cái bài nó vẫn còn là cái bài thấp để cho mình thực hành, chứ mình chưa lên cao. Mà thấp mình chưa hiểu được thì lên cao mình hiểu được chưa? Nội cái mình nói là quản tu cúng dường thôi. Thì quý vị thấy là mình đã có phước báo để mình cúng dường như vậy chưa, để khi mình nhập thiền. Trong đây nó có hai loại cúng dường. Một là cúng dường những thực tại, hai là cúng dường bằng phép quán tưởng. Phải không nè? Mà sư phụ đã dạy quý vị cái điều này chưa? Khi sư phụ cúng Phật có rồi phải không? À, khi cúng Phật dâng lên một bát cơm cúng Phật là thỉnh Phật, chúng con cung kính được nghe. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, trước khi thành đạo, Đức Thế Tôn đã thọ nhận bát sữa của nàng Sujata. Trước khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, ngài đã thọ bát cơm của ông Thuần Đà, bát cơm cuối cùng. Như vậy thì bát sữa của nàng Sujata và bữa cơm cuối cùng của ngài Thuần Đà đã đi vào lịch sử. Chúng con không sanh ra cùng thời với Đức Phật, cho nên không được cúng dường Phật. Nay chúng con vọng tưởng về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, dâng lên cúng dường. Vậy là mình có cơm dâng lên không? Phải có chứ, mình có cơm mình dâng lên rồi. Cái đây là hiện thực. Đây là hiện thực. Nhưng mà rồi bắt đầu mình quán tưởng là con được cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. Đó là quán tưởng. Hiểu không nè? Rồi, để chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kính sám hòa thượng, sám truyền sư.
Rồi chúc đại chúng ngủ ngon.